This is my younger sister. Her name is Ting Kim. Hello, my name is Ting Kim. I'm 6 years old. I don't believe very well. Do you believe? Xin chào, con tên là Ting Kim. Năm nay con 6 tuổi. Con học tiếng Anh rất là giỏi. Các bạn có tin không? Chúng con có một bí mật để học giỏi môn tiếng Anh. Các bạn có muốn biết không? Ba làm nguyên ngày cho ba mệt quá. Ngày mai ba kể cho nghe nhá. Thôi bây giờ ngủ đi ha. Mẹ, mẹ, con về con. Mẹ kể chuyện cho nghe đi. Ngày xưa, một cô bé rất là xinh đẹp. Một hôm bà của cô bé bị bệnh. Mẹ của cô bé mới bảo cô bé. Bảo cô bé sao mẹ? Mẹ. Mệt ba mẹ quá. One little monkey jumping on the bed. She fell off and bumped her head. Hôm nay cô giáo dạy con cái bài này nè. Mẹ quên rồi. Bài này nè mẹ. ABC. Alo. Ba mẹ cười quá. Không có ai dạy cho con hết á. Ba mẹ ơi, con được giấy khen nữa nè. Chà, giỏi quá ta. Ngồi đây con. Nhưng mà sao? Nhưng mà cô giáo nói á là con phải học thêm môn tiếng Anh mới được học sinh giỏi. Được rồi, con của ba ngoan đi. Ngày mai đi học về, ba và mẹ sẽ mua cho con một món quà đặc biệt và bất ngờ, hiểu không? Bí mật của chúng con là những nghiên cứu tâm lý cho thấy tâm lý trẻ em ngày nay rất hiếu động và trẻ em không thực sự tập trung cao độ trong hoạt động học tập nếu như hoạt động ấy không thực sự hấp dẫn đối với trẻ. Bên cạnh phần âm thanh sống động thì với những hình ảnh rất là ngộ nghĩnh lạ mắt cũng như những màu sắc rất hấp dẫn sẽ lôi cuốn sự tập trung chú ý của trẻ. Chính vì vậy, thông điệp mà chúng tôi muốn chuyển đến tất cả các bậc phụ huynh đó là lựa chọn các thiết bị giáo dục hỗ trợ cho trẻ em học tập một cách tích cực. Làm được điều đó có nghĩa là chúng ta đang trao cho con mình những hành trang rất quan trọng để trẻ con có thể học tập một cách rất là chăm chú, say mê và đạt được hiệu quả cao như sự mong muốn của các thầy cô giáo. Con tôi chỉ mới 6 tuổi thôi, nhưng tôi rất là vui bởi vì bé rất là ham học, đặc biệt là môn tiếng Anh. Kể từ khi con bút thông minh, bé học tiếng Anh giỏi hẳn lên. Đối với người mẹ đó là niềm hạnh phúc nhất. Các bạn đừng nghĩ bút thông minh chỉ dành cho trẻ em nhé. Các bạn xem đấy, ngay cả tôi cũng sử dụng bút thông minh để học những câu giao tiếp hàng ngày. Hãy nhìn xem, bút thông minh thật là thần kỳ. Xin chào, bây giờ Trang Vy sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng bút này nha. Đầu tiên, các bạn hãy ấn vô cái nút nhỏ xanh này nè. Sau đó, các bạn hãy chấm những bìa sách mà các bạn muốn học. Xong rồi, các bạn hãy chấm vô những từ mà các bạn thích giống như Vy nè. Dog, con chó. Elephant, con voi. Thông minh là niềm tin của trẻ thơ, là giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Bút thông minh mang đến sự yên tâm cho mỗi gia đình.